Cho dù bể tướng rộng hay nhiều highlight như thế nào, Rai vẫn luôn là vị tướng gắn liền với tên tuổi của Faker mỗi khi người ta nhắc về tuyển thủ đường giữa vĩ đại này. Đặc biệt là ở chung kết thế giới 2015, khi Faker đã sử dụng Rai quá thành công để gieo sầu cho tất cả những kẻ địch mà anh ta chạm mặt. Và việc dùng Rai quá hiệu quả và làm cho nó trở nên quá im ba đã khiến vị tướng này bị rework liên tục. Và người ta từng hay nói vui là do Faker mà Rai bị Riot đem lên bàn mổ liên tục để làm lại vị tướng này. Nếu nói về lối chơi pha và kiểm soát ở đường giữa thì không thể không kể đến thời đỉnh cao của Easy Hun khi còn ở SKT. Khi xem lại các trận đấu của Easy Hun, các bạn sẽ thấy cho dù thế trận như thế nào thì Easy Hun vẫn luôn có chỉ số lính bám sát với thời gian hoặc vượt thời gian khi cho anh ta sử dụng những vị tướng phục vụ cho việc farm late như Cassiopeia, Vladimir và đặc biệt là con Azir chứa danh của anh ta. Easy Hun có thể không phải là người chơi Azir mang tính hướng backplay với những tình huống Suryama shuffle đẹp mắt. Nhưng mỗi khi anh ta cầm vị tướng này thì SKT chắc chắn sẽ luôn có một Azir về lay cực khỏe. Với khả năng hết lính của anh ta và khả năng chọn vị trí để gây sát thương trong giao tranh cực kỳ tốt. Thậm chí có thời điểm, nhiều người còn cho rằng Easy Hun điều khiển vị hoàng đế sa mạc này còn tốt hơn cả Faker. Và minh chứng rõ ràng nhất cho việc Azir gắn liền với tên tuổi của Easy Hun đó chính là bộ trang phục SKT Azir mà anh ta đã chọn cho mình khi vô địch chung kết thế giới 2015. Nói về Ezreal thì cái tên đầu tiên phải nhắc đến đó chính là Bebe, xạ thủ một thời của TBA, một đội tuyển Đài Loan đã từng lên ngôi vô địch chung kết thế giới 2012. Bebe chính là người sáng tạo ra lối chơi Ezreal băng lửa với linh hồn khủng long và găng tay băng giá cực kỳ mạnh. Chưa hết, chính anh ta cũng là người tạo ra lối chơi Blue Ezreal với những món đồ chủ yếu là màu xanh. Được mệnh danh là Best Ezreal một thời, tuy nhiên sau chức vô địch chung kết thế giới 2012, Bebe lại không có thành tích nào đáng kể cả và đã có hai lần tuyên bố giải nghệ, lần lượt vào năm 2014 và năm 2017. Và nếu nói về Ezreal mà chỉ nhắc đến TBB thôi là một thiệt thòi lớn cho bang, cựu sở hữu của SKT. Nếu họ nhớ về Ezreal của BB với những lối lên đồ sáng tạo, thì Ezreal trong tay của bang nổi tiếng với việc biến kỹ năng phát bắn thần bí của vị tướng này trở thành kỹ năng chỉ thẳng đầu thay vì là kỹ năng định hướng, khi các pha quy của bang trong giao tranh gần như là không hụt bất cứ lần nào. Là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người chơi ở vị trí hỗ trợ, Mala không chỉ nổi tiếng với những pha xử lý kỹ năng kinh dị và hách não đối phương với vị tướng Thresh, mà anh ta còn định nghĩa lại cho nhiều người hiểu rằng hỗ trợ vẫn có thể gánh team như bình thường nếu tay và não của bạn đủ to. Mặc dù sở hữu kỹ năng cao và game sense cực đỉnh, Mala lại không gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp game thủ của mình. Tuy nhiên, mặc dù không có quá nhiều thành tích tốt trong đấu trường chuyên nghiệp, Mala vẫn luôn đều đặn tham gia các giải All Star ở vị trí hỗ trợ hoặc với tư cách là streamer nhờ sự ủng hộ to lớn từ người hâm mộ Hàn Quốc. Khi mà những ảnh hưởng và nguồn cảm hứng mà Mala đem lại cho vị trí hỗ trợ là không thể phủ nhận. Và có lẽ hiện tại chỉ có Keria, hỗ trợ của T1, là người đang tái hiện lại những pha xử lý thần sầu của Mala ngày trước với vị tướng Thresh. Ash Cobray không chỉ kết hợp cực tốt với Miss Fortune của Gorilla ở bán kết chung kết thế giới 2016, mà con Ash Cobray được người ta nhớ mãi với pha bắn đại bắn tiễn từ khoảng cách cực xa để chặn tình huống dịch chuyển về đếp nhà của Đúc. Nếu như không có pha bắn rờ cực kỳ chuẩn timing này của Bray, có lẽ Rock Tiger đã không đủ thời gian để kết thúc ván 2 và cân bằng tỷ số 1-1 với SKT. Insect chính là tuyển thủ đầu tiên khai phá ra lối chơi Lee Sin đầy hoa mỹ và đột biến, với việc kết hợp các kỹ năng để đá các carry đối phương về giữa vòng vây của đồng đội với chiêu cú nổ lông cước. Và để truy ăn tuyển thủ này, cộng đồng Liên Minh Điện Thoại đã lấy chính cái tên Insect để đặt cho các tình huống đá đối phương về của Lee Sin. Nãy giờ mới có được một ông không phải là quốc tịch Hàn Quốc, đó chính là Froggen nổi tiếng với con bài Anivia. Không chỉ sử dụng vị tướng này một cách thành thục, Froggen còn là người sáng tạo ra lối chơi Anivia với lối lên đồ cốc hài hòa, nước mắt nữ thần và dốc máu warm up để tối đa hóa khả năng dọn dẹp lính và trụ đường. Và chính anh ta cũng là người nghĩ ra trò đem theo dịch chuyển và sử dụng nó khi Anivia vì dạng nội tại. Và đó là top 7 con tướng gắn liền và làm nên tên tuổi của một số game thủ chuyên nghiệp Liên Minh Điện Thoại. Nếu có ý kiến gì về video thì hãy comment ngay phía bên dưới cho mình biết nhé. Còn thấy video hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một sub nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.